tựa đề mình đề là dopamine detox nhưng mà thực ra thì riêng cái khái niệm này nó cũng là một khái niệm mà gây hiểu nhầm rất là nhiều là tại vì ở thời điểm hiện tại thì các bạn là trẻ hay có một cái xu hướng đó là cái xu hướng mà theo cái kiểu là các bạn là bị FOMO tức là các bạn là hay sợ lỡ mất cái điều gì đó trên mạng xã hội lên khi có một khái niệm được quăng ra thì cũng đồng thời là nó được lan truyền rất là nhanh và nó không có sự hiểu rõ và các bạn ạ à coi nó như là một cái mốt tức là nó là một cái gì đó xu hướng thịnh hành hay nó là một cái gì đó đỉnh cao hay nó là một cái gì đó mà bạn không theo bạn không gọi là tiến hành bạn không có gọi là uh, nói được nó ra ở trong uh, status hay là bạn không biết về nó thì là một cái gì đó lạc hậu nhưng thực tế là không phải nó chỉ là một cái từ khóa mà cũng gọi là được đẩy lên nhờ một cái chứng nghiện đó là chứng nghiện porn và những cái nội dung làm về nghiện porn, những cái nội dung làm về điều trị cái chứng nghiện này ấy, thì nó thường được gắn kèm với dopamine detox nhưng thực tế nếu mà tiếp cận một cách tổng thể thì nó lại không như các bạn nghĩ. Và cái chuyện ở đây mình có thể nói đầu tiên là chỉ tập trung vào hormone dopamine ấy, thì nó là một cách tiếp cận chưa chính xác còn người ta làm nội dung người ta đưa ra những cái cơ chế về mặt gọi là nghiên cứu để người ta cô lập ra để người ta có thể hình thành đường dây để người ta có thể phân tích để người ta có thể làm nghiên cứu thì nó là cái chuyện của thế giới nghiên cứu nhưng trong cái chuyện thực hành ấy thì chúng ta là một con người tổng thể và nó có rất là nhiều những cái sự kết hợp của các hệ thống khác nhau cũng như là các đường dây hóc môn khác nhau nên đây cũng là lý do mà rất là nhiều bạn đã thử dopamine detox và rất là nhiều bạn đã thử cai porn nhưng mà chỉ cai được khoảng 2 tuần thôi chỉ cai được khoảng 21 ngày có những bạn chia sẻ là tôi giỏi lắm được được một tuần tôi giỏi lắm được gọi là 14 ngày 21 ngày gì đó nhưng cũng có những bạn thành công nó do một điều là à, các bạn thực ra các bạn chưa có nắm rõ về những cái cách tiếp cận với cái nội dung này kể cả là porn kể cả là game hay là kể cả là uh, trên mạng xã hội các bạn lướt mạng xã hội quá nhiều thì do các bạn chưa có cách tiếp cận đúng ở trong cái chuyện là điều đầu tiên là ngoài cái chuyện là mình dứt bỏ ngoài cái chuyện mình trừ bỏ thì cũng đồng thời mình phải tìm ra những cái điểm để mình hiểu rõ về nó để mình đứng độc lập với nó để mình tách rời nó để mình làm cho cái tâm trí mình mạnh lên. Hello coach, detox em đi. À, chào uh, Tsunami. Hi coach, à. chào Trung Nguyễn. Em cũng đang phải cách ly mạng xã hội một thời gian vì em bị nghiện porn. Mong là một thời gian cách ly sẽ giúp bản thân tốt hơn. Chào Tsunami. Nếu mà bạn dùng lại mạng xã hội thì đôi khi mấy cái bài liên quan đến cái đấy thì cũng dễ xa đà lại. Ừ. Bây giờ lướt cái gì não cũng bị fry hết coach ơi thì nó có một cái điểm mà ở đây mình như mình đã nói ở phần trước đó là cái điểm điều đầu tiên các bạn cần phải có cách tiếp cận là tổng thể các bạn đang ở trong một môi trường là cô lập tức là dần dần các bạn cô lập bản thân ấy rồi các bạn muốn dứt nghiện đi muốn gọi là cai nghiện đi hay là kể cả trong cái chuyện thay đổi hình thể đi các bạn đang từ một người thừa cân béo phì mà các bạn muốn gọi là có một cái việc là thay đổi cái set point cái điểm thiết lập phải thay đổi rất là nhiều thứ của bản thân ấy. Thì điều đầu tiên là các bạn cần phải ngồi lại và các bạn nhìn nhận và các bạn có cái tính kế hoạch và có cái tính chiến lược. Các bạn cần biết cách gọi là phân tích ra hay là cần nhìn nhận ra là nó có hại như thế nào. Tại sao mình lại cần phải cách ly nó, tại sao mình lại phải cần dứt bỏ nó là tại vì cái chuyện dứt bỏ cưỡng ép ấy giống như là bạn mà bị nghiện ma túy đi mà bị bắt vào trong các trại đó là do nó ảnh hưởng quá nhiều đến sức khỏe rồi và nó có thể gây ra những nguy cơ cho xã hội nữa nên cần phải cách ly theo cái dạng như thế nhưng không phải ai đi cai nghiện xong rồi về cũng sẽ có cuộc sống bình thường mà cũng sẽ có những trường hợp là sẽ bị tái nghiện do nó còn là cái tập tính của những người khác nhau và nó còn nằm ở một cái chuyện là à, thực ra là nếu bạn không xây dựng cái cái tinh thần của bạn hay là cái cách tiếp cận của bạn nó đúng và để bạn có một cái mà mình tạm dùng ở đây đó là cái cái chuyện là cái bản lĩnh về mặt tâm lý ấy thì uh, sau đó bạn bạn dùng lại hay là lúc bạn cai bạn cảm thấy khó khăn bạn rất nhớ nhung nó hay là sau đó bạn dùng lại bạn sẽ dễ bị lậm hơn hay là uh, cái chuyện mà uh, một cái cách ly ngắn hạn là bạn đang chịu đựng ấy tức là bạn đang chịu đựng như rất là nhiều bạn mà xem porn ấy mà bạn muốn gọi là cai nghiện porn là bạn đang chịu đựng theo cái kiểu là uh, bạn cứ đếm từng ngày theo cái dạng là một ngày ở uh, tôi đã được một ngày hai ngày ba ngày bốn ngày, bốn ngày năm ngày tôi đã được như thế thì đa phần các bạn sẽ thất bại đó là tại vì các bạn giống như các bạn đang ở trong tù các bạn đang ở trong tù các bạn nhốt vào bạn vào một cái tù và các bạn cứ đếm theo những cái ngày như thế thì nó là một cái áp lực mà nó sẽ dẫn tới cái chuyện là các bạn còn nghĩ về nó nhiều nhiều hơn hay là còn nghĩ về nó theo cái kiểu là à, tại sao mình lại phải bỏ nó hay là cái chuyện mà nó lậm sâu vào cái não bộ các bạn rồi nó có cái tình trạng là giống như nó wiring hay nó kiểm soát rất nhiều những cái đường dây ở trong não bộ các bạn rồi thì cái chuyện mà các bạn cứ phải chịu đựng bỏ nó cứ phải đếm từ từ theo cái kiểu từng ngày như thế nó không gọi là mang lại kết quả trong cái chuyện là nó không giúp bạn nhìn nhận ra vấn đề nhìn nhận ra cái cốt lõi là tại sao bạn bạn cần phải bỏ nó hay là thực ra là tại sao bạn cần phải chuyển sang cái chuyện là bạn sử dụng nó hay là bạn gọi là theo cái kiểu là giải trí với nó hay theo cái kiểu là ở à, bạn là một người lớn thì bạn có những cái thói quen tật xấu và bạn có à, cách để bạn gọi là tiếp cận nó nhưng bạn không bị lậm không bị nghiện hay là không bị nó ảnh hưởng thì cái đó mới là cái quan trọng chứ không phải cái chuyện là bạn dứt bỏ theo cái kiểu là bạn đếm số ngày bạn không dùng nó à, tại vì cái chuyện nó nó không có lâu dài như thế tức là mình cần phải cụ thể mục tiêu của mình một cách chi tiết về mọi mặt phải không ạ Ví dụ như là tại sao phải giảm cân, không giảm cân thì có làm sao không? Giảm thì cắt bỏ cái gì? Cái chuyện này là rất là chính xác là tại vì một trong những cái đặc điểm của cái việc là bạn nghiện porn hay là nghiện mạng xã hội hay nghiện game ấy là do cái cái chứng nghiện đó, do những cái nội dung gây nghiện đó, do những cái tác nhân gây nghiện đó nó đã wiring não bộ các bạn, tức là nó đã thiết lập cái đường dây ở trong não bộ của bạn để giống như nó sẽ kiếm chiếm cái quyền kiểm soát não bộ của các bạn giống như là à, à, nó có một cái hình dung để các bạn dễ hiểu giống như là các bạn mời một một cái thằng bạn của bạn ấy mà à, đến nhà của bạn chơi chẳng hạn ấy, đến nhà của bạn chơi. Đó, nhưng mà cái thằng bạn nó sau đó nó chiếm luôn cái nhà của bạn, nó nó giành quyền chỉ huy toàn bộ cái nhà của bạn. cũng giống như cái chuyện yêu đương thì đôi khi các bạn bị yêu đơn phương chẳng hạn thì à, cái đối tượng mà các bạn yêu ấy nó nó chính là cái đối tượng mà nó dành hết tâm trí của bạn tất nhiên thì ở đây là cái cách hình dung còn uh, pawn thì nó gọi là nó wiring nó thiết lập lại rất là nhiều đường dây kể cả là đường dây về chuyện là cảm xúc kể cả là đường dây về cái chuyện là nó thiết lập thành một cái đường dây về mặt ký ức rồi kể cả là cái chuyện nó thiết lập một cái đường dây về cái chuyện là bạn sẽ đi tìm kiếm nó như một cái sự tưởng thưởng. thì nó có tới ba bốn cái đường dây như vậy nó thiết lập lại cái não bộ của các bạn để điều hướng các bạn dẫn tới cái chuyện là các bạn à, dần dần là các bạn sẽ coi nó là một cái phần ở trong cuộc sống một cái phần bí mật một phần khác của con người bạn mà thậm chí là cái phần đó dần dần nó chiếm chủ đạo ấy thì nếu bạn không có kế hoạch thì bạn gọi là tiếp cận với rất rất là nhiều những cái gọi là à, theo cái kiểu là à, nó hơi bị kiểu là thô bạo tức là các bạn bỏ nó một cách rất là thô bạo hay bỏ nó một cách theo cái kiểu là à, các bạn không có nhìn nhận lại cái vấn đề mà các bạn cứ thế các bạn bỏ nó qua một bên thì nó chỉ dừng ở cái mức là nó để gọi là để tạm sang một bên thôi các bạn đang cố để nó sang một bên thôi chứ ở trong cái tiềm thức của các bạn hay là ở trong cái não bộ của các bạn thì cái ký ức đó cái phần thưởng mà bạn đạt được do nó đã thiết lập một cái đường dây về mặt phần thưởng như thế nó vẫn còn chứ nó không mất đi và À, những cái chuyện đó thì có thể nếu bạn gặp may nếu bạn chưa gọi là lậm sâu vào hay là bạn có rất là nhiều thứ khác ở trong cuộc sống mà giúp ích cho bạn được cái chuyện đó thì bạn có thể quên đi hay bạn có thể không gọi là dùng nó một thời gian nhất định thôi nhưng sau đó khi mà cuộc sống hay là khi mà à, những cái vấn đề trong các mối quan hệ hay là kể cả là có những cái giây phút mà bạn gọi là theo cái kiểu bạn một mình bạn gọi là cô đơn chẳng hạn ấy thì bạn sẽ tìm kiếm tới nó là tại vì à, lúc đó thậm chí bạn còn tưởng rằng là bạn đã gọi thoát khỏi cái tình trạng đó rồi. Đó thì bạn tìm lại nó với một cái tâm thế theo cái kiểu là à bây giờ tao gọi là tao đã bỏ được mày một thời gian rồi, một tuần hai tuần gì đó rồi thì bây giờ tao quay lại mày là giống như là một cái gọi là à, chẳng có gì cả nhưng thực ra chính cái tâm lý đó cũng là cái tâm lý mà thực ra là bạn cũng chưa có Hoàn toàn là có cách tiếp cận đúng với nó và nằm ở cái chuyện là uh, bạn uh, xây dựng được cái tinh thần của bản thân để cái chuyện là bạn hiểu được cái hành động của bạn ấy, nó là cái gì, bạn kiểm soát được cái hành động đó như thế nào hay là bạn bị nó kiểm soát. Còn ở đây Đinh Đăng Đinh Đông chia sẻ một cái khía cạnh là ăn uống quá độ thì cái chuyện mà các bạn uh, nghiện thức ăn nhanh nó cũng dính tới uh, dopamine là tại vì uh, đặc biệt là với các bạn gọi là trẻ con, trẻ em khi các bạn được uh, tiếp xúc với lại uh, thức ăn nhanh như kiểu người Mỹ, ấy. tại người Mỹ là bị uh, truyền thông, bị quảng cáo, bị gọi là cái cái nền uh, công nghiệp thực phẩm mà nó nuôi dưỡng lên một cái thói quen ăn uống không lành mạnh, đó là thói quen sử dụng quá nhiều thức ăn nhanh và có thể nói là uh, không phải quá nhiều mà thực sự nó trở thành một cái phần ở trong cuộc sống của họ, ở trong cái đời sống dinh dưỡng của họ. Đó, họ từ nhỏ họ lớn lên là họ đã bị quảng cáo bị truyền thông bị âm nhạc rồi à, họ trong đời sống họ thì họ cũng ăn sáng với à, từ sáng đến tối sáng thì có ngũ cốc ăn sáng đó để cho nhanh với lại cái cái, cái gọi là cái cuộc sống bận rộn của cha mẹ chẳng hạn những ít qua, có thời gian quan tâm đến con cái thì sáng sẽ ngũ cốc ăn nhanh rồi sữa này sữa kia rồi gọi là đến trưa đến tối đến chiều thì cứ đi đâu đi làm thì ghé vào những cái cửa hàng gọi là ăn nhanh Chẳng hạn học sinh cũng thế Các bữa ăn ở trường thì uh, Cũng gọi là chế biến nhanh gọn Rồi cái đời sống của họ là gắn chặt Với lại một cái thói quen ăn uống như thế Đấy. Thói quen ăn uống như thế thì Nó cũng là một thứ mà uh, Nếu mà nghiên cứu về dopamine thì nó cũng chính xác Nhưng mà ở đây phải nói rõ là uh, Dopamine thì nó không chỉ là Theo cái dạng là Nó chỉ bị ảnh hưởng bởi chính cái vật thể Theo cái dạng là là cái cái mình được tưởng thưởng mà thực ra nó là hóc môn mang tính chất là động lực mang tính chất là là thúc đẩy Đấy. mang tính chất là thúc đẩy đó chứ còn nó cái đầu óc của chúng ta thì nó sẽ bị ảnh hưởng bởi rất là nhiều thứ trong đó là có khía cạnh về mặt truyền thông nó và đặc biệt liên quan đến dinh dưỡng các bạn cũng biết rồi các đơn vị về mặt gọi là kinh doanh thực phẩm dinh dưỡng là những cái đơn vị mà họ làm truyền thông về mặt quảng cáo là siêu khủng khiếp tại vì họ chi rất rất là nhiều tiền và chúng ta lớn lên với chiếc TV hay với chiếc điện thoại thì chúng ta cũng sẽ được xem cái đó từ khi nhỏ đối với các bạn trẻ bây giờ thời của Vincent thì thậm chí còn chưa những cái hồi nhỏ còn còn chưa có TV để xem ấy, chưa có nhiều những cái cơ hội để xem TV ấy, thì không bị ảnh hưởng nhưng mà các bạn trẻ thời điểm tại các bạn lớn lên là với lại rất nhiều nội dung truyền thông từ sữa cho trẻ em rồi từ gọi là bánh kẹo từ gọi là đồ ăn nhanh gà rán bánh kẹo thực phẩm này thực phẩm kia chế biến nhanh các thứ trà sữa các thứ rồi bánh ngọt các thứ và nó gắn liền với đời sống luôn Đấy, rồi các bạn đi ăn thì các bạn vào các trung tâm thương mại ở những thành phố lớn hay là uh, những cái nơi mà có điều kiện thì các bạn sẽ thích vào những cái chỗ mà nó có màu sắc nó sẽ có âm thanh, nó sẽ tác động đến cái não bộ của các bạn là bởi tất cả những cái giác quan mà các bạn có thể có rồi các bạn nếm đồ ăn, rồi đồ ăn thì sẽ làm theo cái kiểu là nhìn hấp dẫn hơn theo cái dạng như là food porn tức là các bạn đều biết là quảng cáo về về thức ăn ấy, thì nó cũng là cái quảng cáo mà nó gọi là phải dùng cái chữ là xạo ke dùng cái chữ pha ke là tại vì đồ để làm quảng cáo hay là để chụp hình quảng cáo là cái đồ đó thực ra là không ăn được đó mà cái đồ đó là cái đồ người ta làm để làm sao nhìn cho nó hấp dẫn nhất nó còn thực tế thì ở trong đời sống mà bê ra đĩa thì nó không phải như vậy đó nhưng mà à, những cái cách thức như thế là những cái cách thức về mặt gọi là thao túng tâm lý đó thao túng tâm lý đó còn cái chuyện mà cái khẩu vị ấy thì nó phải xây dựng từ thời trẻ các bạn đều biết là về già như là Vincent thôi thì nếu mà các bạn có ký ức gọi là tuổi thơ về mặt thức ăn thì sau khi đến lúc già hay là trong cái phần mà uh, hướng dẫn mà huấn luyện uh, thể chất và dinh dưỡng cho người già là senior uh, fitness bay ấy, ở trên website của Vincent ấy, nếu bạn nào quan tâm đến cái cái khía cạnh là huấn luyện cho người già các bạn có thể là tham gia và tham khảo thì uh, cái chuyện ký ức tuổi thơ nó rất là quan trọng đặc biệt là ký ức về mặt dinh dưỡng Đấy. chúng ta sẽ luôn thèm ăn những cái thứ mà chúng ta ăn được từ nhỏ Đấy. ăn được từ nhỏ tức là chúng ta sẽ luôn thèm ăn cái chuyện đó luôn thèm và những cái đó bao giờ cũng là những cái món ngon nhất thì giống như người mỹ các bạn nghĩ xem những đứa trẻ nó lớn lên với cái khẩu vị như vậy nó bị ảnh hưởng bởi video nó bị ảnh hưởng bởi ca nhạc nó bị ảnh hưởng bởi âm thanh bởi gọi là mọi thứ giác quan của tuổi trẻ là nó bị ảnh hưởng bởi những cái thứ như vậy thì họ sẽ cảm thấy cái nó rất là ngon tại sao họ không thể bỏ được họ không chịu được trong cái chuyện là uh, gọi là cai đường hay là bị nghiện đường ấy đó là tại vì ngoài cái chuyện là bây giờ chúng ta mới gọi là làm các nội dung chém gió về dopamine ấy nhưng mà ngoài cái chuyện đó là các bạn đừng quên rằng là tại vì họ bị ảnh hưởng bị thao túng từ nhỏ tới lớn Đấy, họ họ được họ được nuôi lớn bằng những cái nội dung như thế bằng những cái thực phẩm như thế nó tạo thành những ký ức tuổi thơ là, có thể nói là vô cùng sâu đậm nó ảnh hưởng đến cái vị giác ảnh hưởng đến họ gọi là tiếp xúc với thức ăn đặc biệt là như hồi nhỏ đi mà các bạn là cho con cái bạn mà ăn những cái đồ ăn nhanh ấy thì sau này nó mất luôn ở cái khả năng theo cái kiểu là nó sẽ không thấy đồ ăn mẹ nấu hay không thấy đồ nhà làm hay không thấy đồ ăn truyền thống là ngon nữa. Nó không ăn được luôn ấy, không ăn được luôn là tại vì hồi nhỏ thì trẻ con cái cái vị giác của của chúng còn chưa được đầy đủ nữa thì nó còn khó ăn nữa. Đó nên bạn cho nó ăn luôn với lại thức ăn nhanh chẳng hạn ấy, thì giống như là một vài đứa cháu của vincent ấy là à, có những đứa là bây giờ ấy ăn gà luộc ấy gà mà gà gà xịn nhất có thể là một con gà ta mà nuôi xịn nhất ấy organic nhất chăm bẫm nhất ấy, ăn mà như vincent và các bạn ăn thì chắc chắn là thấy nó gọi là siêu đã đi nhưng mà thằng bé đó nó mà ăn là nó sẽ ói ngay nó sẽ ói ngay nó không thích ngay nó không ăn được còn ăn gà rán ăn cây, sẽ ăn xúc xích ấy là nó sẽ rất là thích, nó rất là thích và nó luôn đòi ăn cái đó. Đó và ba mẹ không biết cách rèn luyện chẳng hạn hay đỡ tới bữa ăn bây giờ thì mình không có nhiều thời gian để dỗ dành hay nhiều thời gian để để gọi là giúp các bạn nhỏ có thể ăn được những cái đồ ăn mà mà vị tự nhiên hay là được nấu nướng tự nhiên ấy thì mình hay gọi là thỏa hiệp, mình hay chịu thua luôn là mình kiếm những cái đồ ăn nhanh để cho các bạn ăn nhanh cho nó xong bữa thì nó cũng sẽ vô hình dung nó hình hình thành nên là cái vị giác của các bạn sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều còn chắc chắn là tuổi trẻ bây giờ hay là tuổi nhỏ bây giờ thì xem tivi xem youtube xem gì thì cũng được quảng cáo sữa này sữa kia còn rất là nhiều những cái sản phẩm như thế nó đều đi kèm với những nội dung rất là thú vị về mặt hình ảnh về mặt âm thanh toàn là siêu nhân toàn là cái gì bùm chéo nó giống như game rồi nó rất là vui nhộn về mặt âm nhạc nữa, nó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái tâm lý và cái cái lựa chọn thức ăn của các bạn trẻ chứ nó nó không chỉ là cái một cái sản phẩm vật lý như vậy đâu các bạn ạ mà nó là tổng thể rất là nhiều khía cạnh để dẫn tới cái chuyện là à, tại sao mà người Mỹ hay là giới trẻ Mỹ họ lại nghiện đồ ăn nhanh và cái tình trạng mà bị nghiện porn hay nghiện game hay là nghiện mạng xã hội của mỗi người cũng là khác nhau đó và nó còn phân biệt ra giữa nam và nữ nữa và nó còn nằm ở cái chuyện là ở cái mức độ tưởng thưởng nó như thế nào nhưng đối với đàn ông thì nó có một cái yếu tố mà tại sao nó sẽ ảnh hưởng tới não bộ của các bạn đặc biệt là các bạn trẻ do các bạn trẻ thì não bộ các bạn là chưa phát triển đầy đủ các bạn cũng không có gọi là kinh nghiệm trải nghiệm nhiều dẫn tới cái tình trạng là các bạn sẽ mất đi những cái phần để giúp các bạn là hình thành nên những cái kỹ năng về mặt giao tiếp những kỹ năng về mặt hẹn hò hay là những cái kỹ năng trong cái chuyện là cần một cái bộ não để học tập để trải nghiệm để thử nghiệm và từ từ xây dựng lên thì các bạn mất đi những cái phần đó khi mà trong cái não bộ các bạn đã hình thành nên những cái đường dây mà bị những cái nội dung như là porn như là game hay là những cái nội dung gây nghiền khác nó gọi là nó bào mòn hay là như các bạn là nam nguyễn ở đây có dùng là cái từ fry tức là nó nó nướng nó rán nó chiên cái não bộ của các bạn lên và các bạn mất rất là nhiều thời gian dành cho cái chuyện đó thì các bạn sẽ phải hy sinh cái thời gian sống của mình rất là nhiều và nếu mà là các bạn trẻ thì các bạn còn cần phải học tập cần phải phát triển bản thân thì nó sẽ làm lỡ mất cái tuổi trẻ của các bạn rất rất là nhiều. Coach ơi, uh, hát karaoke thì có tạo dopamine tốt không coach nhỉ? Em thích hát karaoke lắm. Dopamine thì nó là một uh, hormone, một uh, neurotransmitter tức là chất dẫn truyền thần kinh mà nó được uh, tiết ra với rất là nhiều những cái hoạt động theo cái dạng hoạt động uh, kỳ lạ, hoạt động thú vị hay là những cảm giác mới mẻ như là một cái hóc môn để giúp chúng ta là có cái tính khám phá có tính tìm tòi thì nếu mà thời mà thời nguyên thủy đi hay là thời mà chúng ta sống ở trong những cái bộ lạc đi thì chúng ta gọi là cần phải gọi là có cái tính mạo hiểm để đi ra ngoài để khám phá để săn thú hay thậm chí để chiến đấu với bộ lạc khác hay thậm chí để gọi là uh, tìm kiếm bạn tình hay là có thể mà dùng cái cái hình dung là giống như là các bạn có đi gọi là chợ tình ở sapa hay là vùng tây bắc hay thì có những vùng là phải đi gọi là gọi là cướp vợ hay phải đi là vác vợ về nhà hay là những cái câu chuyện như là uh, vợ chồng A phổ chẳng hạn ấy thì các bạn có thể hình dung là dopamine thực ra nó nó cần phải hiểu được đúng nó là cái cái mà mang lại động lực cho các bạn, tức là nó mang lại cái sự động lực, cái sự phấn khích chứ thực ra nó không phải là theo cái dạng là hóc môn gọi là theo cái kiểu là tưởng thưởng là tại vì nó có thể được tiết ra chỉ cần khi bạn nghĩ tới cái hành động mà khiến cho bạn gọi là cảm thấy hứng thú là nó cũng đã được tiết ra rồi và không phải tại thời điểm mà theo cái dạng là thời điểm mà bạn đạt được cái phần thưởng đó giống như bạn làm cái hành động đó thì dopamine nó sẽ được tiết ra nhiều hơn mà chính là cái quá trình đi tìm kiếm nó giống như là một cái một cái hormone mà để bạn có động lực để bạn đi tìm kiếm cái phần thưởng cái cách tiếp cận như vậy nó rất là quan trọng trong cái cách mà bạn phân tích về vấn đề tất nhiên thì ở đây là những cái vấn đề theo ánh dạng là nghiên cứu thì nó sẽ nó 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 sẽ gọi là khó để các bạn có thể ứng dụng vào trong thực tế nhưng các bạn cần phải hiểu về về vai trò của nó và các bạn cần phải để ý tới những cái môn khác bị ảnh hưởng như kể cả là như là endorphin hay là kể cả như là serotonin hay là kể cả như là cái chuyện mà ở bạn thủ dâm bạn quay tay ấy, thì nó là một hành động mà nhân tạo nó là một cái hành vi gọi là tự sướng mà thì nó là một hành động nhân tạo chứ nó không phải là một à, hành vi tình dục theo cái dạng là có cái sexual bonding tức là cái kết nối về mặt gọi là tình dục giữa hai cá thể mà có tình cảm có sự yêu thương thì những cái hormone mà nó sẽ bị ảnh hưởng như là serotonin hay thậm chí là một cái hormone mà hay được gọi là hormone tình yêu đấy oxytocin đấy thì cái hóc môn đó mới là cái hóc môn mà nó bị khuyết thiếu đi ở trong cái quá trình mà à, các bạn gọi là tiến hành cái hành vi là à, tự sướng là thủ dâm là tại vì cái hành vi gọi là à, tính dục giữa hai người quan hệ giữa hai người vợ chồng người yêu hay là chỉ là hai cá thể bình thường thôi thì nó cần phải tạo ra cái gọi là cái sexual bonding tức là cái kết nối theo cái dạng là kết nối về mặt mình phương Đông mình hay dùng cái từ gọi là tâm linh hay dùng cái từ gọi là từ thể xác đến tinh thần ấy, phải hòa quyện với nhau ấy thì đó là một cách hình dung rất là chính xác kể cả là thiết khí hóc môn nhưng mà ở trong cái hành vi gọi là tình dục nhân tạo này ấy, thì bạn chỉ có những cái môn như là testosterone này cũng có thể tham gia nhưng mà testosterone thì nó sẽ không phải thực sự là đóng vai trò nhiều ở trong cái cái gọi là cái cái hành vi mà bạn tìm kiếm cái uh, chuyện là tự sướng, cái chuyện là thỏa mãn cái tính dục của bản thân mà uh, những cái học môn như là dopamine thì nó lại chiếm chủ đạo và dopamine nó dâng lên thì sau đó nó sẽ uh, thụt xuống mà dưới cái mức gọi là mức baseline tức là cái mức nền ấy thì nó mới sinh ra vấn đề và cái chuyện lên xuống của hormone ấy thì nó nằm ở cái chuyện nó là thích nghi với một cái tình trạng homeostasis tức là tình trạng cân bằng nội môi mới và nó hình thành những cái đường dây ở trong não bộ thì đó mới là cái cái điểm chí mạng của cái chứng nghiện chứ nó không nằm ở cái hormone là dopamine tại vì một hormone nó không phải là theo cái kiểu là ở trong nghiên cứu thì có thể tách ra những đường dây nhưng ở trong thực hành thì một hormone nó không phải là theo cái dạng nó là chủ mưu hay là nó là bàn tay kẻ thủ ác phía sau. Tại vì chúng ta cần phải có cái gọi là hormone gọi là balance tức là cái cân bằng về các hormone khác nhau chứ không phải là chúng ta chỉ tập trung vào cái chuyện là là điều trị trong cái chuyện là ở xử lý dopamine. Còn tất nhiên những cái khái niệm như là dopamine detox ấy, thì đó là những cái khái niệm mà để làm nội dung nghe nó rất là hay nghe nó rất là hấp dẫn nhưng à uh, có thể là các bạn ở đây đã thử rồi là có một cái một cái khái niệm theo cái kiểu là uh, măng mode ấy, tức là khái niệm mà À, các bạn sẽ tiến hành giống như là trở thành những cái nhà tu mà theo cái dạng là tách biệt này kia để đạt được những cái lợi ích gì về mặt tinh thần nhưng thực ra những cái khái niệm đó nó là những cái khái niệm theo cái dạng mây mù khái niệm khoa trương khái niệm mà để làm nội dung và người ta hay đẩy những cái những cái phương pháp nghe nó rất là bình thường như vậy nhưng mà nó lại đạt được cái hiệu quả rất là khủng khiếp tức là nó sẽ tạo cho bạn cái cảm giác là mình chỉ cần làm những cái điều đơn giản là mình sẽ đạt được những cái thành tựu rất là khủng khiếp về mặt trí tuệ, về mặt tâm lý hay là về mặt gọi là sức khỏe tinh thần nhưng thực tế nó không phải là tại vì nó rất là khó khó hơn những cái gì mà các bạn có thể nghĩ tới các bạn cần phải có cái kế hoạch là tại vì cái tình trạng hiện của bạn hay là kể cả là cái đặc tính về mặt gọi là bộ gen di truyền của bạn có những người sẽ dễ nghiện hơn có những người sẽ khó nghiện hơn nó nằm ở trong cái chuyện là nó liên quan đến bộ gen rồi nếu bạn ở trong gọi là gia đình của bạn những cái người mà thân thuộc nhất mà có những người là đã từng nghiện nghiện ma túy hay nghiện cái này cái kia nghiện cờ bạc hay là nghiện những cái thú vui theo kiểu như thế thì có thể là bạn đang sở hữu một cái bộ gen là có cái tính chất là bạn sẽ dễ bị nghiện đó và dễ bị nghiện nó là một đặc tính mà khi mà xét tới cái tình trạng mà bạn muốn cai nghiện thì bạn cũng phải hiểu là mình ở trong cái đặc tính như thế nào hay là giống như ở trong cái ngành fitness của vincent ấy thì phải đánh giá cái tình trạng thể chất hay cái hồ sơ thể chất của bạn thì cũng giống như là bạn là còn nghiện thì bạn cũng phải đánh giá là bạn đã thuộc cái nhóm là dễ nghiện hay là khó nghiện hay là lý do tại sao bạn nghiện đó giống như là ở trong livestream trước thì mình có chia sẻ là có những bạn thì uh, gọi là uh, tìm tới porn để giải stress sau khi bị uh, chia tay người yêu hay là có những bạn là bị gọi là uh, cô đơn quá hay là thất bại hay là stress hay là căng thẳng quá trong cái công việc làm ăn và không có thời gian đi hẹn hò và tìm nó như một cái giải pháp gọi là giải stress ấy thì cái nguyên nhân mà bạn tìm tới cái cái chuyện đó nó sẽ nó sẽ hơi khác hay là nó có cái sự khác biệt mà nếu ở trong thực hành ấy những cái khía cạnh nhỏ như vậy nó cũng tạo ra những cái sự khác biệt rất là lớn và nó hiệu quả hay không nằm ở cái chuyện là bạn tìm tới nó như thế nào. Giống như là có một bạn comment ở trên cái video mà mình làm về cái chuyện là À, trả lời một vài cái ý kiến anti cũng đồng thời phân tích thêm để cho các bạn hiểu là tại sao mà giới trẻ dễ nghiện porn ấy nó nằm ở cái chuyện là có những bạn ở thời điểm hiện tại thì lại nghiện porn mà, và tiếp xúc với porn từ rất là sớm có những bạn mình nhớ là bạn comment là à, bạn đã tiếp xúc từ năm gọi là tiểu học rồi từ gọi là lúc rất là nhỏ rồi thì cái chuyện mà bạn tiếp xúc nó với lại à, cái độ tuổi của bạn với lại cái mức trưởng thành của bạn với lại cái tập tính con người bạn và nó ảnh hưởng như thế nào đến cái đời sống của bạn mà trong vòng bao nhiêu lâu ấy. Nó rất là quan trọng trong cái chuyện ở đây là bạn muốn tự thực hành để gọi là để thoát khỏi nó hay là để tự điều trị bản thân. Đó nên nó cũng giống như tất cả những cái phần thay đổi khác thì bạn cần phải học về bản thân, cần phải tìm hiểu cái tình trạng của mình để từ đó bạn mới có được một cái kế hoạch gọi là đầy đủ chi tiết hay là phù hợp với bản thân mình được và trong cái ngành này thì cũng như là fitness tôi thì nó đều nằm ở hai cái chữ một là tự học hai là thuê người dạy chứ còn nó sẽ không có những cái cách thức nào mà theo cái kiểu là vừa nhanh vừa dễ làm lại vừa hiệu quả to lớn áp dụng cho tất cả mọi người cả nó đều chỉ là dừng ở mức làm nội dung thôi đôi khi xem nhưng mình biết kiểm soát không nghiện thì được không cốt hay phải bỏ hẳn cốt cốt uống gì vậy mình thì uống cà phê đôi khi xem ấy thì nói thật với các bạn là giống như vincent đã nói ở trong những cái video trước tại sao những cái người trưởng thành theo cái dạng như là vincent ấy thì mình lại không bị nghiện hay là mình lại không bị ảnh hưởng nó là tại vì mình đồ trưởng thành về mặt tâm lý rồi và mình biết nó là những cái nội dung giả tạo, nó cũng như tất cả những cái nội dung giải trí khác, kể cả nó cũng như âm nhạc, nó cũng như tiktok hay là nó cũng như là uh, những cái loại hình uh, như là phim ảnh theo cái dạng là hài hước này kia thì tất cả nó đều làm tăng dopamine của các bạn cả. ở đây là mình phải phải nói nếu mà các bạn quan tâm đến dopamine thì tất cả nó đều làm tăng dopamine, nó đều kích thích dopamine và nó đều dẫn đến cái chuyện là mình có cái nhu cầu để mình gọi là uh, xem nó tưởng thưởng được những cái giây phút uh, gọi là sảng khoái hay những cái giây phút vui vẻ hay những giây phút thích thú nhưng do mình đủ trưởng thành mà có thể là mình không phải thuộc cái nhóm là nhà mình gọi là theo cái kiểu là có bộ gen nghiện ngập gì cả hay là mình không bị ảnh hưởng ấy thì mình sẽ gọi là coi tất cả những cái loại hình giải trí nó đều là bằng nhau hay nó đều là chỉ là giải trí thôi các bạn có thể hiểu như vậy nên là mình không bị lậm giống như là uh, mình không cần nhất thiết phải xem nó, à, mình xem theo cái dạng là để gọi là giải trí ấy, hay là thậm chí là xem cùng với lại người ở bên cạnh mình chẳng hạn ấy, để giải trí, ấy. cái đó không có gì là sai cả và cái nó không có gì là theo cái kiểu là à, nó nó ở cái dạng là bạn sẽ gọi là đặt cho nó một cái theo cái dạng là đặt cho nó một cái cái phán xét hay là đặt cho nó một cái gọi là à, phân định này kia nhưng nó phải nằm ở cái chuyện là không có nó cũng không sao đó à hay là nó nằm ở cái chuyện là nó có thể là bị thay thế bởi rất là nhiều thứ khác, đó, bởi rất là nhiều thứ khác như là phim, như là phim kinh dị, đấy. hay là như phim ảnh, phim hành động, phim bạo lực, phim hài, đó, như là ca nhạc, đấy. nhạc giận, nhạc rock thì đó, hay là nhạc pop, k-pop, kiểu kiên. tại vì nó chỉ là giải trí thôi, nó chỉ là giải trí, nó chỉ là một hoạt động giải trí thôi, đấy. mà nó lại còn ở cái bức giải trí là siêu siêu là gross nữa, tức là nó ở đây mình phải nói không phải là cái phần phán xét nhưng mà nó rất là bản năng nó rất là trần trụi nó rất là đồi trụy nó rất là tục tĩu đấy chứ nó không phải là giải trí theo cái kiểu là giải trí theo cái dạng là là sang trọng hay là nghệ thuật hay là theo cái dạng là nó làm cho bản thân mình là cảm thấy là uh, nó có được cái những cái tưởng thưởng theo cái dạng là uh, gọi là mình cảm thấy mình có một cái thú vui một cái đam mê mà mình cảm thấy tự hào nó mình cảm thấy tự hào thì nó không phải như vậy nữa thì nó ở cái mức gọi là giải trí rất là bản năng, rất là rất là tệ hại thôi thì nó là những cái thói quen xấu bạn có thể xếp nó cạnh như là như là hút thuốc, như là nhậu nhẹt nó thực sự là những cái thói quen xấu hay kể cả là thức khuya chơi game nó thực sự là những cái thói quen xấu và uh, bạn phải có sự khách quan và đánh giá đúng về cái vai trò của nó cái vai trò của nó còn nếu mà bạn à, dùng những cái cớ theo cái dạng là à, nó là cần thiết hay nó là à, giúp ích cho đời sống tình dục đời sống hôn nhân như một vài bạn trẻ mà bị lậm sâu vào ấy và tìm kiếm những cái cớ như thế là đều là không phải đều là gọi là không chính xác hay là thậm chí nói là bạn đã bị nó ảnh hưởng rồi nó là tại vì à, bạn không thể tự hào về cái chuyện đó được và cái chuyện đó là cái chuyện nhân tạo và cái chuyện đó là cái chuyện mà à, theo cái kiểu là đồ trụy theo cái kiểu là rất là rất là bản năng mang cái tính con này không phải mang tính người nữa rồi đó thì bạn không thể nào mà tìm những cái cớ gọi là to lớn về mặt khoa học về mặt gọi là con người về mặt gì đó để bạn bao biện cho nó được thì cái cách tiếp cận nó mới là quan trọng giống như là mình đứng trước vấn đề mình tách được mình ra chứ không phải là mình là bị nó bao bọc bị nó là bao trùm cái não bộ của mình hay là nó trở thành một phần ở trong con người mình thì nó rất là khác nó rất là khác giống như là bạn bạn chơi game hay là bạn chơi mạng xã hội hay là bạn hút thuốc bạn nhậu nhẹt ấy đó là nếu mà bạn theo cái dạng là bạn coi nó là những cái sở thích coi nó là những cái thói quen xấu đó có nó là thói quen xấu thì người thì cũng không ai hoàn hảo cả thì mình sẽ có thói xấu thói hư tật xấu này tật xấu kia miễn nó không ảnh hưởng đến sức khỏe ảnh hưởng tới các mối quan hệ ảnh hưởng tới xã hội là được nhưng mình không phải là mình ở trong cái thói quen như thế đó. các bạn có muốn gọi là biến mình trở thành một người mà sau này mình sẽ tự hào mình đi khoe ủi tôi là một thằng gọi là nghiện porn tôi là thằng đỉnh cao về xem porn tôi nhớ tên tất cả các diễn viên tôi có gọi là uh, thẻ gọi là premium ở rất nhiều những trang mà không chỉ là những cái trang mà trả phí nữa mà là những trang mà à, không chỉ những trang miễn phí mà những trang trả phí nữa hay là những trang donate nữa tôi giống như kiểu là, là tượng đài ở trong cái ngành xem pon thì các bạn nghĩ xem là, là các bạn có muốn trở thành một cái người như thế không mặc dù mình biết là có có những người mình biết có những người mình được nghe là là thậm chí là những người mà cũng gọi là có có cái địa vị xã hội hay là có công việc, có sự nghiệp rất là sáng láng nhưng mà thực ra là vẫn có một cái thú vui theo cái kiểu là đi siêu tập phim đen hay là đi gọi là trả phí cho những cái uh, những cái trang mà nội dung phim đen mà trả phí. trong khi đó cái công việc mà anh ta gọi là cần làm nhất đó chính là uh, đi kiếm một người bạn đời hay là đi kiếm một cái đối tác ở ngoài đời sống thì anh ta lại mất đi cái chuyện này là 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 có ở ngoài đời sống chào uh, minh phương ở đây có chia sẻ là em hay có xu hướng nghiện game một khi đã nạp tiền vào game rồi mà không chơi thì sẽ cảm thấy tiếc và không dứt ra được điều đó ảnh hưởng đến việc tập trung của em khi học vì đầu lúc nào cũng nghĩ về nó mặc dù uh, biết cần phải học nhưng uh, tay cứ cầm chuột và bàn phím để chín game ở đây thì bạn là tsunami bỏ game đi bạn thì nếu mà đã là nghiện thì nghiện game nghiện mạng xã hội hay là nghiện porn hay nghiện những cái gì đó mà nó ảnh hưởng đến não bộ của bản thân ấy thì nó sẽ không tốt đấy, nó sẽ đều không tốt cả và nếu bạn là trẻ bạn còn đang ở trong độ tuổi đi học ấy thì mình phải nói một cái cách hình dung rất là đơn giản như thế này đó là khi bạn nghiện game ấy thì chỉ trường hợp bạn là một người mà có năng khiếu về chơi game cực kỳ khủng khiếp ấy có năng khiếu về chơi game cực kỳ khủng khiếp ấy thì bạn mới có cơ hội để phát triển thôi và cái ngành đó nó rất là hẹp tức là nó mang cái tính chất gọi là ngách rồi niche là ngách rồi rất là ngách rất là hẹp rồi số người thành công rất là ít rồi nó rất rất là ít rồi và à, có thể là bạn phải đánh giá lại là cái năng lực của bản thân ở trong đó và tìm cách là theo cái dạng là à, để hiểu mình, để hiểu mình là à, mình thực sự là mình mình chơi game để để làm cái gì ấy, chơi game để giải trí không sao cả, Vincent thì cũng chơi game giải trí. Mình có cái trò game mà mình nghiện nhất trong mấy chục năm nay đó, đó là trò gỡ mình. Đó, đó, là trò gỡ mìn tại vì khi mình chơi trò đó thì mình hầu như là mình không cần phải suy nghĩ mình cứ thế mình chơi thôi Đấy, mình cứ thế mình chơi thôi nó cũng không tốn thời gian gì cả nó cũng là một cái một cái thói quen theo cái dạng ở nó cũng mang tính chất là mình mình chơi nó mình chơi nó và mình gọi là thích cái cảm giác như thế đó, và nó giúp mình ở trong cái công việc của mình nhưng nếu mà bạn chơi game ấy mà bạn chỉ hướng tới cái chuyện là để phục vụ game thôi ấy, thì bạn đã bị sai Đấy, thì bạn đã bị sai còn cái chuyện mà như là bạn là Kimiok đây là buồn là mình chơi game để kiếm tiền đấy thì nó là công việc nó là công việc thì chắc chắn công việc thì nó sẽ gọi là ảnh hưởng một phần nào đó về mặt thời gian sống nhưng nó lại không phải là cái ảnh hưởng theo cái dạng là à, nó tiêu cực hay là nó xấu là tại vì nó là sự nghiệp của các bạn rồi đó nó là sự nghiệp của các bạn rồi thì các bạn hoàn toàn có thể là xây dựng sự nghiệp nhờ nó nhưng các bạn hãy làm phong phú thêm bản thân khi các bạn có được một cái sự nghiệp giống như vincent là cái người mà làm làm coach đi nhưng mà mình gọi là không giới hạn ở trong cái chuyện là làm gọi là gim mờ là cứ phải thế này cứ phải thế kia đó cứ phải gim mờ là chỉ có ăn tập ngủ này kia nhưng mà mình sẽ hướng tới cái chuyện là làm giàu cho bản thân ở những cái khía cạnh khác nữa thì nếu bạn chơi game mà bạn có năng khiếu mà nó giống như nghề nghiệp ấy hay bạn trở thành streamer hay là trở thành một cái người mà tượng đài về game ấy thì cái đó nó không có sai cả, tại vì nó là công việc thì nó là một phần mình phải hy sinh rồi. Ai cũng phải làm việc, ai cũng phải kiếm tiền. Đó còn nếu mà chỉ chơi game không ấy, để không để giải trí, để tốn tiền cho nó và nó vô nghĩa và nó ảnh hưởng đến việc học tập ấy thì bạn chỉ cần nhìn nhận lại những cái điểm xấu như vậy thôi thì chắc chắn là bạn sẽ tìm cách bạn bỏ được, đó, bạn sẽ tìm cách bạn bỏ được. Còn à, nếu mà nhà bạn lại có cái điều kiện kinh tế rất là giàu có nữa cha mẹ rất là giàu có và rất là chiều bạn ấy, và bạn hoàn toàn không phải lo lắng gì ở trong cái chuyện là phát triển nghề nghiệp đi học tập đi kiếm tiền ấy thì cũng có thể là bạn sẽ mất mấy chục năm bạn chơi game xong đến một lúc bạn chán và bạn nhận thấy là cái cuộc sống của bạn nó hoàn toàn là nó bị chi phối bởi một cái thú vui như vậy và nó khá là theo cái kiểu là nó khá là vô nghĩa đó thì có thể với các bạn trẻ thì các bạn sẽ không nhận ra cái điều đó đâu nhưng mà đến một lúc mà các bạn sẽ có tuổi hay các bạn sẽ đi ra ngoài đời va chạm ấy thì các bạn sẽ cảm thấy là ở à, tại sao mình lại khá là theo cái kiểu là mất thời gian đến 10 năm, 20 năm cho một cái thú vui là nó chả để làm gì và nó chả tạo ra cái sức ảnh hưởng gì Và nó không làm bản thân mình nổi bật hơn Hay là bản thân mình có một cái gọi là cái chất riêng của bản thân Hay là à, được những người khác theo cái kiểu là tôn trọng Hay là được những người khác theo cái kiểu là à, Mình có thể truyền tải cho họ những cái kỹ năng Hay truyền tải cho họ những cái kiến thức Hay là truyền tải cho họ những cái trải nghiệm và hoàn toàn mình không có trải nghiệm gì Trong gọi là à, 10 năm tuổi trẻ của bạn đi Thì đối với nó nó là lãng phí tuổi trẻ là tại vì tuổi trẻ thì đúng theo cái gọi là cái cái xu hướng của phát triển của con người nói chung tuổi trẻ chính là đi ra ngoài, chính là khám phá, chính là uh, kết giao, chính là gặp bạn gặp bè, chính là va chạm với lại những cái vấn đề trong cuộc sống để nhờ đó mình mới phát triển, mình mới học được. Còn nếu mà bạn chỉ chơi game thôi và chơi game ở đây lại không phải là công việc nó còn ảnh hưởng đến việc học của các bạn ấy. Thì nó mất đi những cái phần đó những cái phần đó nó nó là những cái phần rất là quan trọng không hiểu sao mọi người có thể nghiện phone được em xem mà thấy nó công nghiệp giữa hai người quan hệ không thấy tí tình cảm nào xem mà không có cảm giác gì luôn à thấy có ghê ghê thì không phải ai cũng thích đâu các bạn ạ không, không phải ai không phải đàn ông cũng thích đâu không phải hai đàn ông cũng thích nội dung đó đâu đó, tại vì có những cái bạn trẻ mà bị nghiện ấy thì các bạn hay dùng những cái cớ đàn ông là phải thế đàn ông là phải bản năng nó không phải đâu đó là các bạn bị mạng xã hội truyền tải cho các bạn những cái uh, cô nàng ra vẻ lẳng lơ hay là nói chuyện về cái chuyện đó rất là lẳng lơ để làm gì để câu dẫn các bạn thôi để gọi là thu hút các bạn thôi những cái chàng trai cô đơn và để tạo cho các bạn một cái cớ để các bạn sang ngã thôi, để các bạn bị lậm vào nó thôi là tại vì các bạn đừng quên nó cũng là một ngành công nghiệp mà hàng tỷ đô, đó, hàng trăm tỷ đô nữa. Mình phải nói ở mức hàng trăm tỷ đô nếu tính ở biên độ trên thế giới nhiều khi nó còn tới cái mức là gọi là gần tỷ, gần ngàn tỷ đô nếu tính tổng hợp tất cả các quốc gia mà nổi tiếng về cái lĩnh vực mà sản xuất porn ấy thì nó là một một cái ngành công nghiệp cực kỳ khổng lồ thì những cái nội dung ăn theo những nội dung liên quan ấy nó đều nằm ở một cái chuyện là à, khiến cho các bạn hiểu lầm được rằng là đàn ông đối với đàn ông cái chuyện nó là bình thường không, cái chuyện nó nó không bình thường một tí nào cả hay là cái chuyện đó nó không phải là gọi là theo cái kiểu là đàn ông phải có hay là đàn ông phải xem hay là một vài vài bạn rất là ấu trĩ còn theo cái kiểu là à nếu mà có bồ thì thì sex, không có bồ thì quay tay nó là những cái mà nó ảnh hưởng đến cái cách tư duy của các bạn Rất rất là khủng khiếp là các bạn đang tìm cái cớ để đánh đồng mình Giống như kiểu một người nghiện ấy thì sẽ có những cái cớ là Thực ra ai mà chẳng nghiện thực ra ai mà chẳng dễ nghiện theo cái kiểu là à, thực ra mấy thằng kia là nó nó cố tình nó che giấu thôi hay là nó cố tình nó nó theo cái kiểu nó phải kiểu là à, giả đạo đức hay là cái này kia tất cả những cái thứ như vậy ấy, là do não bộ các bạn nó bị nó bị thiết lập lại rồi và nó gọi là đưa ra những cái cớ rất là theo cái kiểu mà rất là vớ vẩn như thế rất là độc hại như thế ngày xưa mình cũng nghiện mà kiểu sau này lớn lên kiểu chơi nhiều chán rồi nên tự động bỏ được và lại nếu mà nghiện à, à, thì à, khả năng cao là có nhiều thời gian rảnh cái thời gian mà bạn bị đánh cắp ấy có thể sau này bạn mới tiếc còn tuổi trẻ ai cũng là tỷ phú thời gian rồi đó, mình mình hồi trẻ mình cũng chơi game chứ mình hồi cấp 3 hay là cấp 2 là mình bắt đầu hồi đó là cũng bắt đầu chơi game rồi đó mà cấp 3 bắt đầu chơi Counter Strike hay là thậm chí là Đế Chế ở ngoài Bắc có mấy trò kiểu kiểu như thế rồi khi mà game online tràn vào như là MU, như là Võ Lâm, như là Kiếm Thế, tất cả Những cái trò game theo cái dạng như vậy thì mình đều chơi, kể cả như là Dota, kể cả như là uh, Ở trong Sài Gòn thì sẽ chơi là Đế chế 2 chứ không chơi uh, Đế chế theo kiểu Đế chế 1, như ở ngoài Bắc chẳng hạn thì mình cũng chơi hết Mình sinh viên mình cũng chơi hết Chơi hết tất cả các trò Đói Tại vì sinh viên mà đi ra ngoài rồi những cái Những cái sự khám phá nó là một cái phần theo cái kiểu là con người thì nó sẽ có xu hướng là tìm tới những cái điều mới lạ như thế đó và tìm kiếm cái cảm giác là cộng đồng cảm giác có đội nhóm như vậy ấy. nhưng mà các bạn đừng quên rằng cái chuyện xem porn thì nó lại đi ngược lại là tại vì xem porn bạn xem một mình thôi bạn xem hai người ba người là nhiều khi nó hơi bị bệnh bệnh rồi đó và cái cái hành động xem porn nó không phải hành động rèn luyện kỹ năng theo cái dạng là giống như ít ra chơi game nó còn gọi là theo cái dạng là rèn uh, luyện kỹ năng đội nhóm hay là có thêm được tình thân bạn bè đó hay là có được một cái sự phong phú về mặt cảm xúc nó giống như là chơi game thua thì cay thì chửi nhau bạn bè chửi nhau cay nói về cái chuyện là mày đần thế mày này mày kia thế ít ra nó còn có cái sự cạnh tranh và nó dạy cho bạn những cái kỹ năng về mặt theo cái kiểu giao tiếp rồi à, giải quyết vấn đề và xử lý những cái tình huống ở trong game thực ra nó cũng đòi hỏi não bộ bạn hoạt động đó còn khi bạn xem porn thì não bộ bạn thực ra là hoạt động bằng cái đầu dưới, đó, tức là bạn phục vụ cái đầu dưới tất cả mọi thứ bữa ăn thì nó đã trưng diện trên cái cái màn hình gọi là màn hình laptop hay là màn hình điện thoại rồi và bạn xem ở trên đó và bạn chỉ phục vụ cái đầu dưới của bạn thôi chứ bạn không rèn luyện được bất cứ kỹ năng nào cả. Thực sự các bạn như thế bạn không rèn luyện được bất cứ kỹ năng nào cả, kể cả là kỹ năng tình dục bạn cũng sẽ bị ảnh hưởng bạn cũng sẽ mất hứng thú hoặc bạn cũng sẽ gọi là yếu đi hay là bạn cũng sẽ gọi là theo cái kiểu chán trường đó là tại vì nó làm hại những kỹ năng nữa chứ không phải là nó là như là chơi game hay như những cái loại hình mà mang tính chất là đồng đội hơn và tất nhiên bây giờ thì các bạn có thể là các bạn sẽ chơi game theo cái hướng là cô lập hơn do các bạn bây giờ các bạn sẽ có điều kiện các bạn mua pc mua laptop về nhà các bạn nằm ở trong một cái phòng các bạn tự kỷ các bạn chơi thì chính cái chuyện đó cái chuyện cô lập hóa bản thân ấy nó mới gây ra cái tình trạng là nhiều bạn là nghiện phone, nghiện mạng xã hội là tại vì cái sự cô lập nó là một cái điều rất là nguy hiểm với tuổi trẻ. Đó là tại vì tuổi trẻ bạn cần phải đi ra ngoài kể cả một cái người mà như vincent đã chia sẻ mình là một cái người mà theo cái dạng là uh, ngày xưa mà mình đi gọi là mùa hè xanh hay là cả cái lớp của mình hay là tất cả mọi người biết mình đều bất ngờ tại vì mình là một người theo cái kiểu là uh, mọi người nhận xét là theo cái kiểu là uh, sống nội tâm hay là sống hướng nội hay là uh, sống tự kỷ hay là sống theo kiểu một mình thích độc lập một mình thôi nó nhưng mà mình cũng phải đi ra ngoài cũng phải đi mùa hè xanh cũng phải đi khám phá này khám phá kia là tại vì nó giúp ích cho cho bản thân của mình đó chứ cái sự cô lập nó rất là nguy hiểm với tuổi trẻ là tại vì sự cô lập là nó sẽ dễ gây ra những cái tình trạng theo cái kiểu là những cái bạn mà đi du học sinh hay những cái bạn mà tách khỏi môi trường gia đình ở đi ra ngoài các bạn hay gặp vấn đề về mặt về mặt tâm lý hay là những cái bạn mà bị trầm cảm chẳng hạn đấy khi mà bạn tuổi trẻ đa phần là ở trong cái tình trạng là bạn bị tách khỏi cái môi trường mà uh, các bạn sẽ có những cái sự gắn kết xem xong được một vài lần em thấy nó như đang cố gắng đánh sập hình tượng của phái nữ xem họ như một công cụ tình dục ôi cái thời tò mò về tình dục nên mò xem xem xong hết dám tò mò uh, cái này là cũng cũng là chính xác là tại vì uh, cái nội dung mà về Mặt porn ấy, thì nó có một cái đặc điểm chung là nó sẽ biến uh, nữ giới thành công cụ tình dục và uh, từ tiếng Anh nó là sex uh, object ấy, và uh, cái chuyện là nó sẽ gọi là uh, hạ nhục hay là hạ thấp phái nữ ở một cái mức rất là khủng khiếp. Thực ra nha, nếu mà nếu mà xét về cái tính giả tạo của porn ấy thì các bạn nếu các bạn hình dung như này là tức là ở đó không phải là những người phụ nữ ở đó nhờ những cái con vật giống cái đấy để phục vụ cho cái gọi là bản năng hay là cho cái tính dục rất là bạo lực thô bạo đó của một người đàn ông hay là của một con vật giống đực ở đó nói thật các bạn ở đó nó không khác gì là một cái con vật dùng để làm công cụ cả nó chính là con vật người ta hạ thấp phái nữ tới cái mức đó tới cái mức đó tức là cuộc sống của phái nữ ở trong những cái nội dung đó chỉ để phục vụ cái chuyện đó thôi Đấy, giống như chỉ để phục vụ cái chuyện là đàn ông có những cái giây phút theo cái kiểu thô bạo bạo lực như thế thôi nó chính trở thành một cái công cụ theo cái dạng như thế chứ nó không có cái hình tượng đẹp đẽ cái hình tượng mà chúng ta ngưỡng mộ nữa Đấy, nó không có những cái hình tượng như thế hay là nó không có cái tính người ở trong cái hành vi đó nữa mình phải sorry các bạn nhưng đây chính là cái cách hình dung trực quan nhất Tại vì các bạn phải có cái cách hình dung trực quan như thế thì các bạn mới biết Cảm thấy là cảm giác nó ghê Tại vì không phải ai cũng gọi là may mắn như là thành nhật là Đã có được cái cái thế giới quan ấy Tức là cảm thấy nó ghê ngay từ thời điểm ban đầu Và nhận ra được những cái điểm như là nó là công nghiệp hay là hạ thấp nữ giới ở ngay thời điểm ban đầu đâu mình nói thật các bạn ấy không phải là đàn ông ai cũng có được cái cái may mắn như là như là thành nhật đâu là tại vì cái môi trường uh, của chúng ta nữa hay là cái môi trường gia đình cũng vậy nữa hay là cái môi trường xã hội môi trường làng xóm môi trường xung quanh ấy nó tác động đến cái cái nhận định của ông bạn khi ông bạn xem nội dung đó rất rất là nhiều và uh, chuyện ở đây là bạn mai trâm này chia sẻ là xưa tụi em trong tuyển trẻ đi thi xa rồi thuê phòng khách sạn một phòng nam một phòng nữ bên phòng tụi em thì một đứa xem rồi một nhóm dồn vào xem luôn mà coi theo nhóm thì thấy buồn cười chứ lại không có cảm giác không thể có cảm giác được là tại vì cái chuyện đó nó 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 rất là theo cái kiểu rất là đáng không tự hào ấy. Đấy. Đấy. không thể tự hào về cái chuyện đó được lên khi mình xem nhóm nó không giống như là chơi game đó, chơi game thì nó có những cái cảm giác đồng đội cảm giác nhóm cảm giác tự hào nhưng mà cái hành vi đó cái hành vi porn nó nó là cái hành vi thô bạo hành vi hành vi bạo lực đó nó nên là nó không có cái cảm cảm giác theo cái kiểu mà à, với văn hóa phương đông ấy, nó lại tạo ra cái cảm giác là bạn cảm thấy nó là một cái hành vi có thể tận hưởng đội nhóm được <laughs> Hello Nguyễn Duy uh, Hello uh, Trần Hoa những bạn uh, mới vào uh, xem live stream thì uh, trong cái chuyện ở đây Ví dụ như là mình cũng uh, nhân cái cái video này thì ví dụ như các bạn nói nhiều đến tip trick thì các bạn đã biết là giống như Vincent này là là uống cà phê đi đó thì... Uống cà phê chính là một cách để tăng cái sự tập trung, nó cũng gọi là tăng dopamine, nó cũng là một cái mà các bạn có thể áp dụng. Đó là tại vì cái đầu óc của bạn mà ban ngày thì các bạn lờ đờ, các bạn mệt mỏi các bạn uể oải do các bạn bị bị nghiện cái đó thì các bạn có thể sử dụng cà phê. Rồi cái biện pháp thứ hai nữa là các bạn có thể chạy bộ hay tập thể dục tới lúc mà các bạn cảm thấy mệt, phải tập tới lúc mệt là tại vì tập tới lúc mệt như thế nó sẽ hình thành một cái đường dây để gọi là cơ thể bạn hay là não bộ mà nó tiết ra endorphin nó cũng giống như là một cái hành vi thay thế cho cái chuyện đó nó rất là ngắn hạn nhưng mà nó lại bùng nổ dopamine hay là nó lại tăng endorphin ở trong cái giai đoạn đó nó rất là nhanh rất là ngắn thì bạn dễ đạt được ấy thì ở đây bạn bắt buộc bạn phải tìm cách để bạn gọi là chạy bộ là một cái biện pháp tốt để, để giúp bạn là có thể là thiết lập lại những đường dây ở đây mình phải nói là đừng lên nghĩ nó theo cái kiểu là nó giúp bạn dứt nó giúp bạn bỏ hay là nó giúp bạn gọi là cai nghiện, đừng nghĩ về những cái những cái can thiệp theo cái dạng là thô bạo như vậy mà hãy hãy từ từ thêm những cái phần gọi là à, lối sống lành mạnh đó, bạn bạn tập tới lúc bạn mệt, bạn tập tới lúc bạn mệt bạn có một mục tiêu về mặt hình thể cũng được, thay đổi hình thể đẹp hơn cũng được, hay là bạn muốn có sự tập trung bạn có thể sử dụng cà phê vào buổi sáng hay là bạn gọi là uh, hạn chế bạn tiếp xúc với lại những cái môi trường mang cái tính chất là cô lập đó là một cách mà bạn hoàn toàn có thể dễ dàng đạt được đó bạn sinh hoạt nhiều hơn với gia đình với bạn bè với đội nhóm đó với bạn bè với đội nhóm thì cái đó là cái cách mà bạn có thể là dần dần bạn thêm vào trong cuộc sống có bạn hay là thậm chí bạn cũng có thể uh, sử dụng một vài những cái những cái sản phẩm như là uh, trà xanh, như là matcha hay là những cái sản phẩm mà giúp bạn có thể thư thái, có thể tập trung hơn thì uh, cà phê thì nó chỉ có in thôi nó có thêm những cái phần uh, acid hay những phần polyphenol uh, mang tác dụng gọi là À, chống gọi là oxy hóa đi thì nó cũng có những tác dụng nhất định nhưng mà trà xanh thì nó có thêm gọi là theanine thì nó có thể giúp bạn là tập trung hơn nó có thể giúp bạn là theo cái dạng là thư thái hơn trà xanh thì nó nó thư thái hơn nó cũng tỉnh táo nhưng nó lại thư thái hơn là cà phê thì bạn có thể áp dụng những cái sản phẩm theo cái kiểu như như vậy hay là thậm chí ở trong cái chuyện là thức ăn thì bạn cũng có thể là tìm kiếm một cái một cái thú vui mới ở trong cái chuyện ăn uống chẳng hạn tức là ở đây mình có thể sử dụng một cái chiến thuật nó là chiến thuật mà tìm ra niềm vui mới các bạn có thể hình dung như vậy tức là uh, giống như cái chuyện mà uh, cai nghiện mai thúy đi tại sao mà uh, CPD ấy tức là uh, cannabis thì nó có thể là giúp cai nghiện mai thúy là tại vì nó tìm ra một cái một cái kiểu là một cái thú vui mới nó tương tự như cái mô hình gọi là thú vui mà bạn đang bị nghiện ấy đó là mối chiến thuật, nhưng mà nó lại ít hại hơn, ít ảnh hưởng hơn, đó và nó là những cái thứ mà về mặt chiến thuật là bạn phải phải theo cái kiểu như vậy thì bạn mới có thể là là uh, giúp bạn là dần dần nha, giúp bạn là dần dần ở đây đừng đừng dùng cái cái kiểu là cưỡng ép, Đấy, cái kiểu là mình phải bỏ phải bỏ phải đếm ngày xem bao nhiêu ngày mình không xem không phải mà mình phải nghĩ rằng là mình phải thêm vào những cái thứ có lợi, mình thêm vào được bao nhiêu, bao nhiêu nó giống như mình phải mình phải trong cái lối sống của mình ấy đó nó ảnh hưởng cái chuyện học tập rồi ấy thì mình phải thêm cái chuyện học tập vào đấy chứ không phải là mình cố gắng mình dứt nó tại vì mình mình cố gắng mình dứt nó mà mình không làm gì ở cái cái bản thân mình bên này này thì mình gọi là đang gọi là uh, cố gắng là né tránh nó ở đây mình phải dùng cái từ né tránh nó thôi Chứ mình không tiêu diệt nó Hay mình không chiến đấu với nó Hay mình không cầm kiếm lên để đâm nó đó, Tức là bạn phải để ý cái khía cạnh là Bản thân bạn nữa đó. Đây là nó là mối quan hệ hai chiều Giữa giữa kiểu là bạn đã bị con quỷ nó Nó nhập vào bạn rồi Thì nó là một thể rồi Bạn muốn tách nó ra Bạn muốn tách nó ra Nó vẫn phải đeo bám bạn chứ nó vẫn phải đeo bám bạn chứ các bạn có thể hình dung như vậy nên là mình phải làm mình mạnh lên để mình chiến đấu dần với nó thì mình mới đánh được nó, mới đánh bật được nó ra được. Đấy, còn bạn kiểu là bạn cố, bạn không nghĩ tới nó hay là cố né tránh nó, nó vẫn ở đó thôi. Đấy nó vẫn ở đó thôi, tất nhiên nó cũng là một cái kiểu mà dần dần thì bạn cũng sẽ dần dần bạn phải chán nó bằng những cái chiến thuật như là Vincent đã trình bày ở ở những cái phần trước của livestream các bạn có thể chịu khó các bạn xem lại nhưng mà bạn dần dần bạn phải có những cái bước như thế, những cái giai đoạn như thế Và mình cũng đã làm những cái video nhỏ nhỏ ngắn ngắn để giúp các bạn là hình dung là Nó có những cái giai đoạn như thế nào, những cái phase như thế nào Ở trong cái cách tiếp cận về mặt là thay đổi bản thân Để bạn có thể dứt bỏ cái cái thói quen xấu này Và tại sao Vincent lại nói tới cái chuyện là Là cái tính giúp đỡ nhau nó quan trọng ấy là tại vì à, uh, Nhân cái chủ đề này thì mình phải nói cái cách mà gọi là đỡ nghiện porn hay là cai nghiện porn tốt nhất cái cách tốt nhất mà hiệu quả nhất chính là bạn giúp đỡ một cái người có cùng cái tình trạng như mình đó cái này áp dụng cho tất cả các loại hình nghiện kể cả nghiện rượu nghiện bia nghiện mai thúy nghiện uh, game nghiện gì nữa là tại vì nó có một cái đặc điểm rất là nhân văn ở trong con người là chúng ta dù chúng ta nghiện hay chúng ta xấu một cái khía cạnh nào đó chúng ta cũng không muốn những cái người mà chúng ta quan tâm hay những cái người tìm đến với chúng ta là cũng bị như vậy. Nó có một cái đặc tính rất là nhân văn như thế của con người. Giống như là uh, bạn nghiện uh, Mai Thúy đi, bạn cũng sẽ không muốn người thân mình, không muốn đứa cháu đứa em mình là cũng bị nghiện như thế. Giống như bạn nghiện porn thế bạn cũng sẽ không muốn là cái người là em mình hay là cái người nào mình quan tâm cũng sẽ bị nghiện như mình đó và cái chuyện giúp đỡ người khác tại sao mà à, chữa cai nghiện porn người ta phải thành lập những cái nhóm kể cả là những cái nhóm trả phí nữa là tại vì cái hoạt động cộng đồng như vậy ấy, cái hoạt động giúp đỡ nhau như vậy ấy, nó tạo thêm cái động lực rất là khủng khiếp cho các bạn đó còn các bạn à, tự một mình các bạn à, tự chữa nhiều khi nó sẽ gọi là nó sẽ bị rằng xé nội tâm hay nó sẽ bị phải cái chuyện là đấu tranh rất là nhiều nhưng chỉ cần các bạn phải giúp đỡ người khác hay các bạn là cần gọi là phải nâng cấp bản thân để là giúp đỡ cái người người ta tìm tới mình để người ta nhờ vả mình để người ta cùng chia sẻ mình ấy thì cái chuyện đó là cái chuyện mà các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng được nó hoàn toàn có thể ứng dụng tại sao mà trong cái chuyện là điều trị nghiện porn nó lại khuyến khích các bạn là đi xem podcast đi xem bài blog đi xem các nội dung để làm cái chuyện này để các bạn dần dần các bạn hình thành cái tính chất là đội nhóm cái tính chất là học tập để các bạn tìm kiếm ra những cái cá nhân có cái cái vấn đề giống mình để hai đứa giúp đỡ lẫn nhau và cái chuyện khi mình giúp đỡ người khác thì cái động lực dành cho cái chuyện là nâng cấp bản thân nó rất là cao nó là một cái đặc tính rất là nhân văn của của con người của con người và cái chuyện mà giúp người khác cai nghiện ấy bao giờ cũng rất rất là hiệu quả đối với lại không chỉ cái người mà mà cần cai nghiện mà còn là cái người mà uh, giúp người ta cai nghiện nhưng thực ra mình cũng nghiện gọi là theo cái kiểu mình tự đánh giá là mình sẽ nghiện nhẹ hơn thằng bạn của mình chẳng hạn nên mình giúp đỡ nó thực ra là mình cũng cai nghiện cho mình thì đây là một cái thứ mà uh, nó nó rất là đẹp ở trong cái cái gọi là cái đặc tính của con người nó rất là nhân văn theo cái khía cạnh như vậy nên là uh, các bạn hoàn toàn có thể ứng dụng cái chuyện này Đó. cái chuyện này thì uh, ở phương tây thì đặc biệt uh, là tại sao người ta hay phải tìm tới các bác sĩ trị liệu hay là kể cả là nghiện rượu người ta phải tìm tới các nơi mà trị liệu hay các cộng đồng theo cái kiểu là sinh hoạt đội nhóm hay là những cái nhóm tự trị liệu với nhau hay là những cái nhóm chia sẻ với nhau là tại vì nó là một cách thức hiệu quả và nó là một cách thức thực sự nó không mang tính chất là cưỡng ép theo cái dạng là phải gọi là phải đấu tranh hay là phải cố gắng bỏ nó đó là tại vì cái chuyện mà bạn chia sẻ đội nhóm mà giúp đỡ người khác cũng đồng thời là bạn sẽ làm được một cái việc về mặt tâm lý như là ở ban đầu livestream Vincent nói đó là cái cách mà bạn giúp đỡ người khác ấy, hay là cùng giúp đỡ nhau ấy nó chính là cái bước đầu ở trong cái chuyện là bạn thừa nhận là cái chuyện nó nó không tốt đó bạn thừa nhận là cái chuyện đó là không tốt là tại vì cái bước thừa nhận đó là một cái bước nếu mà bạn để bạn một mình ấy là thường cái tôi của bạn nó rất là lớn bạn không chịu thừa nhận đâu, bạn còn lên xem bao nhiêu những cái nội dung như là Vincent chia sẻ, thậm chí bọn còn ghét Vincent bọn còn chửi Vincent nữa. Ấy. Bạn còn gọi là à, nói là trời ơi ông này thì biết gì không có chuyên môn này kia các thứ nhưng mà khi bạn nói chuyện cùng đội nhóm và cùng chia sẻ với nhau, cùng giúp đỡ nhau ấy thì cái bước đó bạn sẽ làm được rất là dễ dàng. Nó là tại vì phải có vấn đề thì mình mới chia sẻ và mình mới cần giúp đỡ nhau. Đó, và nó là một vấn đề xấu thì mình mới cần chia sẻ mình mới cần giúp đỡ. Đó, chứ người ta tìm tới với mình, người ta nghiện porn chẳng hạn người ta tìm tới với mình, người ta nói là em nghiện porn em này em kia quá rồi, các thứ này kia anh có thể giúp em được không? Anh cũng xem porn, anh cũng này kia nhưng tại sao anh lại không bị nghiện như em, các thứ này kia thì vì cái 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 đặc tính nhân văn như thế chúng ta cũng dần dần sẽ giúp đỡ bản thân chúng ta. Nó là tại vì à trời ơi nó đã tìm tới mình nó đã muốn mình giúp đỡ như thế mà mình cũng còn tệ như nó nữa thì lấy gì mình giúp nó được theo cái kiểu là về mặt tâm lý con người là như trên nó lên nó là một cách thức thực sự nó sẽ rất là hữu ích nó sẽ rất là hữu ích Đó tại vì cái chuyện thừa nhận vấn đề nó quan trọng lắm đặc biệt là trong những vấn đề về mặt tâm lý Đó, nếu bạn không chịu thừa nhận cái điểm xấu ấy thì À, bạn sẽ rất khó mà khắc phục hay là cải thiện nó. Đó, giống như Trần Hoàng đây chia sẻ là thêm những điều tích cực vào lối sống, bận rộn với lối sống tích cực thì không có thời gian nghĩ về điều xấu. Cái này là một cái cách tiếp cận rất là rất là chính xác. Từ nãy giờ mình nói trong livestream mình nói rất là nhiều chiến thuật cũng chỉ để do, cho các bạn hiểu rằng đấy là thêm những cái điều tích cực vào, à, giống như cái chuyện là bạn quan tâm tới gọi là à, serotonin cũng được đi, dopamine cũng được đi. Bạn quan tâm đến serotonin thì bạn có thể thực hành mỗi cách là phơi nắng phơi nắng hay là đi bộ ngoài trời nắng hay đi chạy bộ ngoài trời nắng có những hoạt động ngoài trời là tại vì nó sẽ làm tăng serotonin đó và serotonin thì cũng là một hormone rất là quan trọng ở trong cái cái đường dây liên quan đến dopamine liên quan đến đến gọi là sex đến tình dục nói chung là tại vì serotonin thì nó sẽ tạo ra cảm giác đầy đủ cảm giác thoải mái, cảm giác đầy đủ, cảm giác no đủ, cảm giác gọi là uh, mình cảm thấy viên mãn ấy, cảm thấy uh, ở trong cái những cái khái niệm liên quan đến tâm lý thì mình uh, có thể dùng những cái từ như thế. Đó, có thể dùng những cái từ như thế. Đó và những cái chuyện đó là những cái chuyện mà bạn thêm những cái điều tích cực vào trong cuộc sống của bạn ấy, và trong cái đời sống của bạn và trong lối sống của bạn thì các bạn có thể xem những cái hành trình mà mà theo cái kiểu là điều trị porn ấy tại sao nó lại luôn gắn liền với những cái hoạt động theo cái dạng là là à, thay đổi thể chất là tại vì thể chất mạnh hơn thì tinh thần cũng mạnh hơn cái đó là chính xác nhưng thực ra nó nó là cái kết nối thân tâm trí mà thực ra bạn rèn luyện thể chất cũng đồng thời là bạn rèn luyện tinh thần và bạn thêm vào những cái thú vui khác thêm vào những cái điều tích cực khác ấy thêm vào một trong những cái chuyện nó sẽ khó hơn đối với các bạn trẻ đó là à, nó phải thêm vào cái chuyện rèn luyện não bộ rèn luyện não bộ tức là bạn phải tập có kế hoạch tập có cái chuyện là mình dành thời gian cho một việc gì đó, đó dành thời gian cho mình một việc gì đó và mình phải tự đặt câu hỏi là tại sao mình lại mất cái sự tập trung và mình không thể học được hay không thể hoàn thành được uh, các nhiệm vụ mà giúp ích được cho bản thân ở trong cái công việc học tập cái này là một cái mà những cái bạn mà tiếp xúc porn từ từ hồi nhỏ từ hồi tiểu học hay là từ hồi trẻ ở thời điểm hiện tại mà các bạn comment ấy. Là các bạn đều có một cái gọi là tình trạng chung là các bạn không hoàn thành được việc học các bạn bị ảnh hưởng vì học các bạn không tập trung được các bạn không có một cái kế hoạch nào hay là một cái một cái chương trình nào theo cái dạng là uh, bạn uh, theo nó được đủ lâu đủ dài thì các bạn bắt buộc phải làm chuyện đó các bạn bắt buộc phải làm chuyện đó và uh, các bạn phải phải tìm ra những cái tưởng thưởng thực ở trong đời sống, đó, như là cái chuyện mà bạn có thể dành ra khoảng là 10 giờ đến 20 giờ liên tục ấy để làm một cái chuyện thì các bạn cần phải thực hành những cái điều như vậy bạn hôm nay này bạn dành ra 10 tiếng để bạn hoàn thành một cái điều gì đó thôi đó và bạn dần dần bạn sẽ tìm tới những cái tưởng thưởng nho nhỏ những cái chiến thắng nho nhỏ ở đây mình phải nói là những cái những cái thành tựu nho nhỏ theo cái dạng như thế theo dạng như thế giống như là bạn sẽ thiết lập vào trong cái cuộc sống bạn thêm những cái điều tích cực không phải là thêm cùng một lúc nhiều bạn có thể chia ra những cái ngày khác nhau những cái nhiệm vụ khác nhau hôm nay mình gọi là đi bộ 5 km chẳng hạn hay là 10 km chẳng hạn hay là chạy bộ chẳng hạn hôm nay mình phải chạy đó phải chạy bộ phải chạy hay hôm nay mình phải dậy sớm không biết thức không biết là bằng cách nào nhưng mình phải dậy sớm mình phải dậy sớm đã mình phải dậy sớm phải đi ra ngoài trời đã phải phơi nắng đã đó, hay là uh, mình có thể sử dụng uh, trà xanh rồi matcha rồi uh, cà phê hay là những cái này hay kia hay thậm chí có một vài bạn này có thể sử dụng là uh, thực phẩm bổ sung như là theanine hay là thậm chí là ashwagandha nhưng mà ashwagandha thì uh, sử dụng cũng phải uh, phải tránh cái chuyện là uh, theo cái kiểu là bạn cứ nghĩ rằng là nó là cái gì thần thánh nhưng thực ra là có những cái loại uh, thực phẩm bổ sung mà ở cái dạng là chống stress ấy, ở ban ngày ấy, ở lúc ban ngày ấy chống stress ấy, nó có thể giúp ích là tại vì cortisol là cái hormone mà các bạn ít để ý ít để ý là tại vì các bạn nghĩ là tuổi trẻ mà mình chỉ quan tâm tới chuyện dopamine tới chuyện các nội dung mà ở trên mạng xã hội nhưng mà testosterone nó cũng sẽ bị ảnh hưởng khi mà cortisol của bạn cao bạn đừng quên cái điều đó và không có cái lượng testosterone gọi là sung mãn hay là đầy đủ ấy, thì đàn ông sẽ không có cái cái tính chất là theo cái kiểu như là bạn Mai Trâm này chia sẻ nói đó là cái tính chất nam tính hay là cái tính chất mà cái sự quả quyết hay cái chuyện là cái sự cứng rắn ở trong tinh thần đó chứ uh, dopamine thì nó nó hạ thấp thì nó gây ra uể oải gây ra chán trường đó là cái biểu hiện mà có thể dễ thấy nếu mà chỉ xét về cái khía cạnh dopamine nhưng ở đây là cái hành vi của bạn ấy thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều những cái sự mất cân bằng khác mà có thể biểu hiện bằng các hormone môn khác nhau. Nên ở đây tại sao mình nói là dopamine detox ấy, thì về mặt nội dung các bạn có thể xem. Nhưng nó không phải là một cách tiếp cận toàn diện đó các bạn ạ. À. Nó mang tính chất làm nội dung rất là nhiều. Tất nhiên bạn áp dụng, bạn làm theo, bạn tin, bạn thay đổi tích cực thì bạn vẫn có thể đạt được uh, cái hiệu quả đó nhưng nếu mà xét ở cái cạnh ở đây là cái cạnh vincent chia sẻ thì mình sẽ phải thích chia sẻ ở tính chất là chi tiết tổng thể toàn diện nhiều khía cạnh ấy thì rất là nhiều hormone nó sẽ bị ảnh hưởng cái, những cái khía cạnh về mặt gọi là tinh thần như trên ấy nó rất là quan trọng đấy các bạn nó rất là quan trọng những cái bước như vincent nói từ đầu live stream đến giờ mình rút lại như là uh, cái chuyện bạn phải tìm hiểu vấn đề tìm hiểu cái tình trạng của bản thân ở trong cái vấn đề đó tại sao bạn bị nghiện tại sao bạn lại tiếp xúc với nó Đó. tại sao bạn lại cần phải bỏ tại sao bạn lại cần phải cai ờ, rồi cái quan trọng là bạn phải thừa nhận nó chấp nhận nó là một cái điểm xấu điểm có hại Đấy. và bạn nhận ra cái bản chất của cái thứ mà bạn đang nghiện nó của cái thứ bạn đang nghiện và từ đó thì bạn có thể thêm những cái điều tích cực ở trong cuộc sống vào trong cái cái lối sống của mình để giúp mình tốt lên như là tập thể dục như là có thể sử dụng những cái sản phẩm để giúp bạn là giảm stress để giúp bạn là uh, tăng sự tập trung, những sản phẩm như cà phê, trà xanh, một vài loại gọi là thực phẩm bổ sung thuộc cái nhóm là adaptogen ấy thì bạn có thể sử dụng để giúp bạn là uh, có cái ban ngày hay là có những cái thời điểm thông thường ở trong cuộc sống là nó được mạnh mẽ hơn, nó được tập trung hơn, nó được nhiều năng lượng hơn về mặt tinh thần. Bên cạnh đó là những cái giải pháp như là giải pháp đội nhóm, sinh hoạt nhiều hơn, có tính chất xã hội nhiều hơn, thành lập ra những cái kế hoạch riêng cho bản thân như là cái chuyện là uh, dành thời gian 10 giờ hay 20 giờ để làm một cái mục tiêu gì đó, cụ thể như dành 10 giờ để để đọc một cuốn sách hay dành 10 giờ để trang bị một kỹ năng Và làm được nó để đạt được những cái tưởng thưởng ở kể cả là liên quan đến hormone như là endorphin hay là như là kể cả là reset lại cái hệ thống hormone của bạn để nó nó cân bằng hơn ở nhiều khía cạnh hay là như là đi chạy bộ thật là thật là theo cái kiểu là thật là quyết tâm để mình gọi là có thể là à, nâng cấp được về mặt thể chất hay là như là bạn đệ nhất quốc sư Hoa Kỳ này là tập gym là tại vì trong cái hành trình mà nghiện porn các bạn có thể xem trên toàn cầu thì cái chuyện mà tập luyện nó sẽ giúp uh, thứ nhất là uh, bạn dành thời gian cho chuyện tập luyện thì nó cũng sẽ gây ra những cái tác động tích cực lên cái hệ thống hóc môn hệ thống thể chất hệ thống tinh thần của các bạn nhưng cũng đồng thời nó là một cái hành vi tích cực và nó mang cái tính chất là nó có mục tiêu định hướng bạn hướng đến cái chuyện thay đổi hình thể chẳng hạn thì nó sẽ dần dần nó nó gọi là nó phân tán cái cái sự chú ý của các bạn nó thêm nhiều những cái cơ chế thay thế cho cái cho cái hành vi gọi là dành cái sự tưởng thưởng về mặt hormone dopamine, endorphin ở trong một cái thời gian rất là ngắn khi mà các bạn lướt uh, các nội dung uh, người lớn các nội dung theo cái dạng là khiêu dâm như trên thì những cái cách thức như vậy là các bạn hoàn toàn có thể tiến hành được dành cho bản thân các bạn ở trong những hoàn cảnh của bạn, tại sao mỗi người lại là khác nhau là tại vì các hoàn cảnh của các bạn nó cũng sẽ khác với những bạn khác. Đó, cái lối sống, cái gia đình, cái thói quen sinh hoạt gia đình, cái thói quen trường lớp, cái độ tuổi, cái công việc của các bạn. Nó tại vì cũng có những bạn là làm văn phòng nhưng bị lậm tới mức là xem porn ở công ty, hay là có những bạn là ra tới sân bay vẫn gọi là lắp wifi vào vẫn xem porn ở trên đó. Đấy tức là nó nó tùy thuộc vào cái lối sống của các bạn đó và các bạn phải có những cái cách À, tiếp cận tổng thể như trên thì nó mới mới giúp các bạn là à, đạt được cái hiệu quả lâu dài và cái cách hiệu quả nữa là hãy đi giúp đỡ những người khác hãy đi xem các nhiều các nội dung liên quan chủ đề này để tìm ra những người ở trong cộng đồng ai comment cái gì chia sẻ cái gì mình có thể chia sẻ có thể giúp đỡ người khác chỉ từ những cái comment dưới các video của vincent chẳng hạn hay dưới các video của các kênh khác chẳng hạn hay dưới các chủ đề liên quan chẳng hạn đó, nếu mà các bạn quan tâm thì các bạn có thể để lại thật là nhiều bình luận Các bạn nào mà xem được cái live stream này hay xem được cái phần highlight của cái live stream này chẳng hạn Thì các bạn có thể để thật là nhiều bình luận để bên xem xem là mình có Có gọi là cần thiết là phải lập một cái nhóm hay là giúp các bạn lập một cái nhóm Ở trên website hay trên facebook gì đó để giúp các bạn là dần dần các bạn là nâng cấp về, về phần là uh, Sức khỏe, thể chất và tinh thần để các bạn có thể là loại bỏ những cái yếu tố gây hại hay những cái tác động gây hại của những cái chứng nghiện như trên